Chào mừng các bạn đã đến hoặc quay trở lại với kênh YouTube của ReviewOS. Một chủ đề cũng đang được rất nhiều bạn bàn tán trong thời gian gần đây, đó là khung viền ở trên iPhone 15 Pro mới. Nó có phải là Titanium hay không, hay chỉ đơn giản là nhôm mạ Titan? Thì chi tiết mời các bạn cùng mình bắt đầu để tìm hiểu nhé. Mình là Công, tới từ ReviewOS. Nếu như các bạn đang có nhu cầu nhận tin sớm của iPhone 15 series thì mình sẽ để đường link của Di Động Việt ở phần mô tả để các bạn tiện tham khảo nhá. Thực sự là mình đã phải tìm hiểu khá là nhiều về cái chuyện này bởi vì mình thấy rằng có nhiều kênh ở trên mạng, có nhiều bài báo khác nhau nhưng mà mỗi một nơi thì chúng ta lại có một thông tin khác nhau. Và cuối cùng thì mình phải quay trở về trang chủ của Apple để khớp lại những cái thông tin mình đã tìm hiểu được. Nói chung là mọi thứ chia sẻ các bạn trong video này sẽ là những thông tin mình thu lượm được ở trên mạng bởi vì bây giờ mình cũng chưa có máy và mình cũng không đủ giàu để cắt đôi cái iPhone ra xem là bên trong nó là khung viền như thế nào. Nói về Apple thì đây là một hãng đã đi lên từ cái việc trải nghiệm người dùng chứ không phải là từ marketing. Vì vậy những cái họ có đưa ra ở trên trang chủ thì cho dù marketing đến cỡ nào đi nữa nó cũng phải có phần đúng. Bởi vì khi các bạn đọc ở trên trang chủ của Apple thì họ đề cập rất nhiều đến việc là có Titanium ở trên máy. Chứ không thể nào một cái viền nhôm đi mạ Titanium mà nói như vậy được. Như vậy thì hoàn toàn sai với chính sách của Apple. Nên là chúng ta hoàn toàn có thể an tâm chắc chắn rằng khi các bạn mua iPhone 15 Pro thì các bạn sẽ có Titanium ở trên máy, không nhiều thì ít, và không phải là mạ đâu nha. Nói về cái Titanium được mạ trên iPhone 15 Pro thì nó sẽ là Titanium cấp độ 5. Vậy thì Titan sẽ nằm ở đâu trên iPhone 15 Pro? Đó chính là nằm ở phần viền của chúng ta, cái phần viền bảo vệ bên ngoài này. Phần viền của chúng ta với iPhone 14 Pro Max nó sẽ là thép, nhưng mà với iPhone 15 Pro nó sẽ là Titan. Còn cái phần khung ở bên trong máy, tức là nơi để các bạn đặt linh kiện lên thì nó vẫn sẽ là nhôm. Anh em đừng nhầm lẫn hai khái niệm này với nhau nhé. Khung viền, khung và viền nó khác nhau. Khung là cái ở bên trong để bạn đặt linh kiện lên, còn viền là cái ở bên ngoài để bảo vệ và tạo sự cứng cáp cho chiếc máy này. Thì ở trên iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max nó là Titan rồi, nó không phải là thép nữa. Và nếu như các bạn nào tinh ý thì có thể quay trở về những cái video iFixit đã từng tear down chiếc iPhone 14 Pro Max. Các bạn sẽ nhận ra là bên trong iPhone chúng ta cảm giác như kiểu có hai lớp. Lớp ngoài cùng của chúng ta nó sẽ là thép, còn lớp bên trong nó sẽ là nhôm. Nhưng mà theo như công nghệ năm nay Apple chia sẻ thì rất có thể họ đã nén được giữa Titan và nhôm lại để không còn cái khoảng cách này nữa. Khi chúng ta nhìn vào bên trong máy sẽ cảm giác mọi thứ rất là liền lạc với nhau. Nhưng mà các bạn vẫn phải lưu ý đó là phía bên ngoài là Titan, còn bên trong nó là nhôm nhá. Đến đây sẽ chốt lại video, đó là với iPhone 15 Pro mới các bạn sẽ có phần viền bao xung quanh máy để bảo vệ máy làm từ Titan, còn phần khung ở bên trong máy đặt linh kiện sẽ là làm từ nhôm. Và chắc chắn là với iPhone 15 Pro mới khi có Titan cấp độ 5 bảo vệ ở bên ngoài, nó sẽ bền hơn, nó sẽ chắc chắn hơn, nhưng mà nó sẽ nhẹ hơn. Mình cũng đã so sánh thử rồi thì iPhone 15 Pro Max mới sẽ nhẹ hơn khoảng 20g so với lại iPhone 14 Pro Max. Tới đây thì Công sẽ kết thúc video và các bạn cảm thấy sao về những điều mình đã chia sẻ, cũng như là các bạn có ý kiến gì thì để phần bình luận của video nha. Nếu như mình có gì chưa đúng, anh em cứ từ từ trao đổi với mình, đừng có tô xích quá làm gì không hay đâu. Xin chào mọi người, hẹn gặp lại những video lần sau của ReviewOS.